Như vậy thì đó chính là các cái phương pháp thanh toán truyền thống, hoặc là chúng ta đến ngân hàng sau đó là đưa tiền vào cho ngân hàng ha. Quên, qua bưu điện. Các bạn thanh toán qua bưu điện, các bạn đến bưu điện xong rồi các bạn gửi tiền vào và các bạn nhận được cái giấy trị tiền. Thì cái phương pháp mà thanh toán truyền thống nó có cái nhiều hạn chế. Ví dụ các bạn mang nhiều tiền thì có những cái hạn chế nào? Bạn 26 Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa trả lời cho cô xem thử là khi bạn mang nhiều tiền mặt mà đem đi giao dịch, bạn sẽ gặp được những cái rủi ro nào? Bạn sẽ bị những rủi ro nào? Quỳnh Hoa không có mặt hả? À, để cô bạn khác ha. Số 68 Quan Mẫn Nhi. Bạn trả lời cho cô thử xem. Bạn Mẫn Nhi đâu rồi? Thủ Tiến có Dạ có đấy ạ. à? Nếu chúng ta mang tiền mặt đi giao dịch thì chúng ta sẽ gặp những Dạ rủi Mẫn ro Nhi nào? cậu ơi, nãy giờ xin lỗi cô, tại vì nãy giờ cái mic của em nó hơi À, vậy Mẫn Nhi trả lời đi. các rủi ro khi mà thanh toán thì có thể là bị lừa đảo, Bị lừa sao? là nó sẽ có nhiều cái nó gửi qua cho mình nhưng mà thật ra là kiểu nó lừa của mình, nó cô kiểu dạy. Ừ, nhưng mà đây đây là cô đang nói đến chuyện thanh toán tiền mặt đó. Khi thanh toán tiền mặt, khi các bạn gặp trực tiếp với nhau mà trao đổi tiền đó, khi các bạn mua mua hàng thì nó có rủi ro gì? Dễ mất. À, dễ mất đúng không? Dạ. À, rồi ví dụ như là đếm tiền sai này ha, Dạ. à, tiền giả nữa đúng không? Dạ. À, rồi cô cảm ơn bạn Nhi. Dạ, em Thì chào cô. khi mà chúng ta thanh toán tiền mặt, nó mặc dù nó hợp Dạ, pháp thưa và nó cô. cũng Dạ cô ơi, con là Quỳnh Hoa. Cô ơi, cái mic laptop con hư rồi, xong bây giờ con phải mở cái điện thoại á để mở mic cho cô. rồi rồi không sao vậy Dạ xin nha. lỗi cô. Ừ. Dạ. Thì khi các bạn thanh toán bằng tiền mặt á, thì mặc dù là chúng ta có thể gặp nhau trực tiếp và thanh toán đơn giản dễ dàng, nhưng nó cũng có nhiều rủi ro. Ví dụ như đếm tiền sai, cô đã từng đi trả tiền mà khi cô đếm ở nhà thì đúng, nhưng tới đó người ta bảo người ta không có máy đếm tiền, người ta đếm và người ta bảo là thiếu một vài tờ đó. Hai bên cùng đếm họ vẫn bảo là thiếu một vài tờ, như vậy là có rủi ro đúng không? Hoặc là tiền giả, chúng ta thấy có thể gặp tiền giả, hoặc là nếu mà bạn ngày xưa bạn mua đất mang cả bao tải tiền, bạn có thể bị mất mát, có thể xảy ra mất mát. Như vậy người ta mới mới tạo ra cái cách thanh toán điện điện tử là để nó khắc phục những cái hạn chế mà có được do cái thanh toán truyền thống gây ra ha. Thì lúc này người ta đã tạo ra cái cách thanh toán không dùng tiền mặt. Không dùng tiền mặt. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một số cách thanh toán dùng không dùng tiền mặt. Ví dụ như là cách đầu tiên là dùng gọi là credit card là gì các bạn biết không? Đó chính là gì? Thẻ tín dụng ha. Debit card là thẻ ghi nợ. PayPal, ví điện tử. Chuyển tiền qua ngân hàng. Và cái này, cash on delivery là gì? Là chính là cái ship code các bạn hay 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 chọn đó. Hay là ship COD đó các bạn. Nó nghĩa là gì? Lâu nay các bạn không biết, đó chính là cash on delivery ha. Cash on delivery nghĩa là gì? Là trả tiền mặt khi nhận hàng á. Đó. Đó là chữ COD là nó có như vậy. Hoặc là thẻ này là thẻ trả trước ha. Thẻ trả trước. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các cái loại thẻ cụ thể như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta xem khái niệm về thanh toán điện tử. Khi thanh toán điện tử, ví dụ như là chúng ta chuyển tiền qua ATM chẳng hạn, thì việc thanh toán đó không phải là chúng ta trực tiếp chuyển cái
cái tiền chạy đi đúng không, mà chính là các cái thông điệp điện tử thôi. Chúng ta nhập lệnh vào đó, chúng ta nhập mã pin vào đó thì nó sẽ ghi nợ ghi có ở ngân hàng thay cho việc giao tay tiền mặt ha. Hoặc là theo nghĩa hẹp thì thanh toán điện tử có thể hiểu là việc trả tiền và nhận tiền thông qua mạng internet thôi, chúng ta hiểu một cách đơn giản như vậy. Thì ưu điểm của thanh toán điện tử là nó có những ưu điểm giống như là trong thương mại điện tử ha, không bị hạn chế về không gian thời gian vân vân. Và đặc biệt nữa, nhờ có cái thanh toán điện tử này mà các bạn có thể mua hàng ở khắp nơi trên thế giới ha. Các bạn có thể người ta có thể đẩy mạnh cái xu thế không dùng tiền mặt, tức là tiết kiệm cái việc in tiền á, việc in tiền cũng rất tốn kém các bạn. Và nhờ đó mà mở rộng ra các lĩnh vực mới, ví dụ như ví điện tử. Các bạn đã bao giờ dùng ví điện tử Momo và VNPay chưa? Đúng không? Các bạn có dùng đúng không? Thì nhờ đó mới tạo ra các cái xu thế thanh toán mới, ví dụ như e-banking, internet banking, phone banking, vân vân ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một số hình thức thanh toán điện tử phổ biến ha. Ngoài ra nó còn có nhiều nữa. Thì đầu tiên là thẻ ghi nợ. Thẻ ghi nợ debit card ha các bạn, debit card. Thẻ ghi nợ nghĩa là sao? Ai nợ ai? Chúng ta nghĩ xem thẻ ghi nợ là ai nợ ai. Thẻ ghi nợ chính là cái thẻ mà các bạn đang có đó ha, là thẻ ATM của các bạn đó, là ai nợ ai, là tiền của chúng ta có ở trong cái thẻ đúng không, tiền của chúng ta trong thẻ, vậy là ngân hàng nợ chúng ta ha. Thẻ ghi nợ chúng ta hiểu một cách vậy cho nó dễ nhớ, là ngân hàng nợ chúng ta. Trong cái thẻ này thì các bạn phải bỏ tiền vào đúng không, và chúng ta rút tiền từ cái tài khoản của chúng ta. Tài khoản của các bạn có được hưởng sự lãi suất không? Nếu các bạn còn số dư khoảng một vài triệu ở trong tài khoản, các bạn sẽ lâu lâu được hưởng lãi suất mà rất là ít đúng không? Là lãi suất cỡ một hai vài trăm đồng, vài chục đồng á. Như vậy tại sao nó ít vậy? Bởi vì đó là lãi suất không kỳ hạn các bạn, lãi suất không kỳ hạn ha. Và các bạn khi rút tiền thì dĩ nhiên là mất phí rồi, và chúng ta không thể rút quá số tiền trong tài khoản của các bạn ha. Tùy ngân hàng, một số ngân hàng người ta bắt là phải để dư đến 50.000 ha, 50.000. Có ngân hàng thì cho rút hết. Nên đó chính là thẻ ghi nợ của các bạn. Và thẻ ghi nợ của các bạn người ta gọi là thẻ ATM, là thẻ ghi nợ nội địa các bạn. Nội địa nghĩa là sao? Là chỉ có thể sử dụng ở trong quốc gia mình ha, trong nước, tiêu bằng tiền Việt Nam đồng ha, chỉ có thể sử dụng ở trong Việt Nam thôi. Thẻ của các bạn ở sau có một cái dải băng từ màu đen nên người ta gọi đó là thẻ từ ha. Thì ví dụ như thẻ Vietcombank các bạn thấy. Đặc điểm của cái thẻ này á là các bạn có biết rồi đó, các bạn có thể giao dịch rút tiền tại máy ATM, và các bạn có thể quẹt thẻ bất cứ nơi nào có máy quẹt thẻ ha. Các bạn đã bao giờ mua hàng ở siêu thị chưa? Cái máy mà mua hàng ở siêu thị chính là cái máy POS ha, máy đó máy POS. Rồi thứ hai là thẻ ghi nợ quốc tế. Thẻ ghi nợ quốc tế thì theo các bạn, thẻ Visa là thẻ ghi nợ hay thẻ tín dụng? Bạn tôi cũng xem có bạn nào đi học không. Bạn Nông Thị Phượng, theo bạn thẻ Visa là thẻ ghi nợ hay thẻ tín dụng? Dạ dạ cô ơi nghe ạ. Ơi, và cô nghe đây nè, bạn nói Dạ đi. Visa là thẻ tín dụng ạ. Cảm ơn bạn. Các bạn thường nghĩ thẻ Visa là thẻ tín dụng đúng không? Visa là thẻ tín dụng. Tuy nhiên, Visa hay là Mastercard hay là JCB này, nó chỉ là tên của một công ty cung cấp thẻ quốc tế thôi. Công ty này cung cấp cả thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng ha. Nó là tên một công ty giống như là Vietcombank, Aribank rồi đó ha. Nó không phải là, khi chúng ta đừng có tưởng người nào sở hữu thẻ Visa là thẻ sở hữu thẻ tín dụng, không phải. Công ty này cung cấp các loại thẻ, mà đây là công ty phát hành thẻ quốc tế ha. Nếu chúng ta muốn có một cái thẻ ghi nợ quốc tế, ví dụ bây giờ các bạn muốn có
bạn có 50 triệu bạn muốn bỏ vô thẻ để bạn đi qua nước ngoài dùng và để quẹt thẻ ở bên nước ngoài, thì các bạn bỏ 50 triệu và đem 50 triệu và cái thẻ thẻ ngân hàng của các bạn ra ngoài cái ngân hàng á, và các bạn đăng ký một cái thẻ ghi nợ quốc tế ha, thẻ ghi nợ quốc tế, thì sau đó người ta sẽ cung cấp cho các bạn cái thẻ và ở bên phải có cái chữ Visa hoặc cái chữ Mastercard tùy thuộc vào cái ngân hàng này liên kết với cái ngân hàng quốc tế nào, thì phải là ngân hàng quốc tế thì bạn mới tiêu dùng trên thế giới ngoài Việt Nam được ha, bằng các đồng tiền khác. Thì đây, sau khi bạn đăng ký một cái thẻ ghi nợ quốc tế, bạn bỏ 50 triệu vô đây và bạn đi nước ngoài dùng thì nó có chữ Visa ở đây này ha. Đặc điểm của thẻ ghi nợ quốc tế thì cũng giống như thẻ ghi nợ nội địa thôi, nhưng các bạn có thể rút tiền mặt ở bên nước ngoài bằng bất cứ loại tiền nào ha, dĩ nhiên người ta sẽ quy đổi. Và các bạn có thể thanh toán quốc tế hoặc thanh toán qua máy POS. Đây chính là thẻ ghi nợ quốc tế ha. Do đó chúng ta phải lưu ý là Visa hay là Mastercard không phải là loại thẻ ghi nợ hay tín dụng, mà đó là công ty phát hành thẻ nha. Loại thứ hai là loại thẻ tín dụng. Tín dụng, theo các bạn tín dụng là gì? Những người làm tín dụng là làm gì? À, tín dụng đang hiểu đây. Thẻ tín dụng tức là credit card. Thẻ tín dụng đang chúng ta hiểu một cái đơn giản để dễ nhớ, thì tức là sử dụng chữ tín để tiêu dùng ha. Sử dụng chữ tín để tiêu dùng. Chữ tín của bạn có từ từ đâu? Ừ. Chữ tín của bạn có từ đâu? Đối với bạn, chữ tín đối với ngân hàng chỉ là những cái thứ gì mà có thể quy đổi thành tiền thôi được thôi đúng không? Ví dụ như là bạn có một cái sổ tiết kiệm đó, hoặc là bạn có bảng lương của bạn. Ví dụ như cô đem bảng lương ra ngoài ngân hàng và để đăng ký một cái thẻ tín dụng, cô sẽ được cấp một cái thẻ với hạn mức là 30 triệu một tháng, 30 triệu một tháng. Đó, chữ tín của cô càng cao, ví dụ lương cô càng cao thì cô sẽ được càng cấp cái thẻ hạn mức một tháng càng cao. Hoặc là bạn có một cái sổ ngân hàng 1 tỷ chẳng hạn, bạn đem ra bạn coi như là thế chấp tài sản đó bạn. Tín dụng là sử dụng chữ tín để tiêu dùng, chúng ta mang tài sản thế chấp của chúng ta ra để tiêu dùng ha. Thì mỗi tháng các bạn sẽ được cấp một khoản khoản tín dụng cố định gọi là hạn mức tín dụng ha. Cái này gọi là hạn mức tín dụng. Hạn mức tín dụng. Hạn mức tín dụng cao hay thấp tùy thuộc vào cái chữ tín của bạn ha. Chữ tín của bạn thì tùy thuộc vào những cái tài sản thế chấp của các bạn như là cô nói đó. Khi các bạn đi ra ngoài ngân hàng và đăng ký một cái thẻ tín dụng, ví dụ ở đây của cô là thẻ tín dụng quốc tế, thẻ Visa chẳng hạn, thì phía sau các bạn sẽ thấy có ba cái chữ số này. Ba chữ số này người ta gọi là chữ số bí mật các bạn. Thật ra bí mật chứ, nó in ở đây này các bạn. Do đó chúng ta phải giữ cái thẻ của mình rất là kỹ, bởi vì khi chúng ta mua hàng trên mạng, các bạn chỉ cần ghi tên, ngày hết hạn thẻ, số thẻ vân vân, rồi đến ba cái chữ số này là chúng ta có thể mua hàng được. Nên các bạn nào mà có thẻ tín dụng chúng ta phải giữ rất kỹ ha, lúc nào cũng giữ bên mình, đừng có để người khác chụp cái ảnh thẻ tín dụng của mình, người ta thấy được mấy số cuối là người ta có thể mua hàng được ha. Thì đặc điểm của thẻ tín dụng, đặc điểm của thẻ tín dụng là mỗi tháng các bạn được cung cấp một cái hạn mức tín dụng, ví dụ bạn được cung cấp 30 triệu, các bạn có thể dùng đó tiền đó để tiêu xài khắp mọi nơi. Ví dụ như bạn đi ra điện máy xanh, bạn quẹt mua cái laptop 10 triệu chẳng hạn, và khi mà các bạn nhận được sao kê của ngân hàng á, trong vòng 30 ngày á, cuối 30 ngày các bạn sẽ nhận được một cái sao kê của ngân hàng, trong vòng 15 ngày các bạn sẽ phải trả bao nhiêu phần trăm cái mức bạn tiêu xài đó, tùy thuộc vào quy định của ngân hàng ha. Bạn có thể trả hết thì các bạn không bị tính lãi vào tháng sau, còn nếu bạn không trả hết thì coi như là bạn vay ngân hàng để dùng ha. Cái mục đích của thẻ tín dụng là để các bạn hạn chế cái việc tiêu dùng tiền mặt, do đó các bạn có thể tiêu dùng thoải mái trong tháng và các bạn trả hết vào cuối tháng, thì các bạn sẽ không bị phát sinh lãi, không bị trả lãi. Còn nếu các bạn để cái phần tiền dư mà không trả, các bạn sẽ bị tính lãi vay của ngân hàng ha, theo quy định của ngân hàng. Do đó đặc điểm của thẻ tín dụng tức là bạn chi tiêu trước trả tiền sau, tiền coi như tiền vay của ngân hàng đó các bạn. Do đó chúng ta có thẻ tín dụng chúng ta phải quản lý
biết quản lý chi tiêu. Còn nếu mà các bạn không biết quản lý chi tiêu thì các bạn đừng có bao giờ dùng thẻ tín dụng, bởi vì các bạn cứ quẹt thẻ đến lúc mà các bạn thấy không có cảm thấy được cái số nợ của mình đang tăng lên từng ngày ha, đến lúc bạn trả là không có tiền để trả. Và như cô nói lúc nãy, chúng ta sẽ không phải trả lãi nếu mà trả tiền cho ngân hàng đúng thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận sao kê. Và nếu các bạn có một cái sổ tiết kiệm á, các bạn đem đi thế chấp, thì cái việc ngân hàng mỗi tháng cấp cho bạn 30 triệu á, thì nó không có liên quan đến cái việc, không phải người ta lấy trong cái 1 tỷ sổ tiết kiệm hoặc là 1 tỷ tiền mặt bạn đem ra ngân hàng đâu. Người ta không có lấy cái tiền đó, lấy 30 triệu trong cái khoản tiền đó của bạn, mà hai cái này là độc lập với nhau ha. Bạn vẫn được hưởng cái tài tài khoản thế chấp của bạn, nếu là tiền mặt hoặc sổ tiết kiệm thì bạn vẫn được hưởng lãi suất ngân hàng bình thường, và số tiền của ngân hàng lấy ra cho bạn mỗi tháng 30 triệu đó nó không có phải lấy trong cái sổ của bạn ha. Đó, như cô nói lúc trước rồi, tức là hạn mức tín dụng là tùy thuộc vào cái tài sản thế chấp. Bạn hạn mức cao khi cái tài sản của bạn nhiều đúng không, và các bạn có thể chi tiêu bằng tất cả các loại tiền. Nếu như trả chậm, bạn sẽ chịu lãi suất và cộng dồn vào tháng tiếp theo ha. Có một đặc điểm nữa là khi các bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng ở các nơi thì người người bán thường là không thích lắm, bởi vì người bán sẽ phải trả phí sử dụng các cái thẻ này nè, bởi vì các thẻ này là các thẻ Visa, Master rồi các thẻ quốc tế, nên là người bán phải trả mười mấy nghìn trên một giao dịch như vậy, họ không có thích. Họ thường bắt các bạn phải trả 10.000 cho cái việc thanh toán thẻ tín dụng. Tuy nhiên, theo quy định thì người bán phải chịu toàn bộ phí cho việc thanh toán các bạn. Và nếu như mà chúng ta được cấp 30 triệu một tháng, tại sao chúng ta không rút tiền ra để chơi huê hụi, hoặc là các bạn cho vay nặng lãi, sao các bạn không rút tiền ra? Chúng ta được quyền rút tiền tại các máy ATM mà, tại sao chúng ta không rút tiền? Bởi vì một điều là ngân hàng ngăn chặn cái việc các bạn đem tiền mặt ra tiêu dùng như vậy hoặc cho vay như vậy, nên các bạn sẽ mất phí rất cao khi rút tiền mặt. Ví dụ các bạn rút 10 triệu, các bạn sẽ phải chịu phí 400 ngàn các bạn. Chịu phí 400 ngàn. Tùy thuộc vào ngân hàng. Có ngân hàng thì các bạn sẽ phải chịu lãi ngay khi rút, tức là lãi vay của ngân hàng á, ví dụ 20% một năm các bạn, thì các bạn sẽ phải chịu lãi ngay lúc đó. Ngay lúc rút luôn các bạn sẽ phải chịu lãi vay 10 triệu khi bạn rút. Hoặc một số ngân hàng là trong vòng 30 ngày bạn không trả thì bạn mới chịu lãi ha. Đó là tùy thuộc vào cái quy định của ngân hàng. Tuy nhiên, cái phí rút tiền thì luôn luôn rất là cao, nên các bạn không thể mà đem ra để cho vay cho người khác vay rồi lấy trên lệch được. Đặc điểm đặc biệt của thẻ tín dụng nó khác thẻ ghi nợ là các bạn có thể ví dụ ngân hàng cung cấp cho các bạn 30 triệu một tháng, nhưng các bạn có thể tiêu vượt mức đó luôn. Ví dụ các bạn có thể tiêu tới 35 triệu, 40 triệu tùy thuộc vào quy định của ngân hàng cho vượt bao nhiêu phần trăm ha. Nhưng mà khi các bạn tiêu vượt thì các bạn sẽ trả lãi phạt. Các bạn trả cái phần phạt 100 ngàn gì đó, với lại là cái lãi mà các bạn rút thêm 5 triệu đó. Cái chỗ này các bạn nhớ ghi chú vào là cái việc mà bạn có thể chi tiêu vượt hạn mức tín dụng này, người ta gọi là khả năng thấu chi ha. Thấu thấu tức là xuyên thấu á, thấu là vượt qua tài khoản ha, vượt qua cái mức chi luôn, gọi là khả năng thấu chi của thẻ tín dụng. Như vậy tại sao chúng ta có cách nào lách để chúng ta rút tiền mặt ra xài không các bạn, khi dùng thẻ tín dụng làm sao chúng ta rút tiền mặt mà không bị lãi cao, không bị cái phí rút tiền cao, có cách nào không? Thì người Việt Nam rất thông minh các bạn nha. Người Việt Nam đi ra ngoài với mang thẻ tín dụng đi ra ngoài tiệm vàng, sau đó nhờ tiệm vàng, thay vì bạn rút 10 triệu bình thường là phí 400 ngàn đúng không, thì tiệm vàng quẹt thẻ ở tiệm vàng coi như bạn mua vàng nhưng mà không có mua, và bạn trả cho tiệm vàng 200 ngàn đúng không, tiệm vàng cũng được tiền, bạn cũng được tiền ha. Đó, người Việt Nam rất là thông minh. Thì khi các bạn sử dụng thẻ Visa, thẻ tín dụng của Visa thì các bạn chọn vào đây chẳng hạn. Sau đó các bạn nhập số thẻ và các bạn nhập cái security code này này,
là cái mã số bí mật 3 số đằng sau cái thẻ, rồi các bạn nhập tên là hạn sử dụng của thẻ, rồi tên vân 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 đó. Như vậy là các bạn mua được hàng, do đó chúng ta phải giữ kỹ cái thẻ Visa của mình ha. Đây đây là ba 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 số cuối, mã số bí mật ở đây, ba số cuối của mã số bí mật nên người ta thường hay lấy miếng giấy để dán che lại các bạn, cái băng keo bằng giấy đó dán lại. Thì một cái loại hình thanh toán điện tử tiếp theo đó là internet banking. Thì theo các bạn, internet banking khi chúng ta rút tiền bằng các cái app trên điện thoại của các bạn hoặc là trên web á, thì nó có khác với chúng ta rút ở ATM không các bạn? Nó có khác không? Bạn nào vậy? Bạn Lê Văn Sáng có học không? Phạm Hoàng Phúc. Phạm Hoàng Phúc đâu rồi? Không học luôn. Nguyễn Anh Thư có không? Dạ bạn Sáng có cô ạ, nãy cái mic nó bị chạm á cô. À, Sáng hả? Sáng trả lời cho cô thử xem là nếu các bạn mà rút tiền ngoài ATM thì có khác việc rút tiền trên mạng không? Các cái chức năng nó có khác nhau không? Dạ không cô ạ. À, không hả? Nó Dạ. đều có chức năng y hệt như nhau đúng không? Dạ. Rồi cô cảm ơn bạn Sáng. Đúng rồi, khi các bạn mà rút tiền trên mạng hay ở ngoài thì nó đều có chức năng như tra cứu số dư, tra cứu thông tin sao kê tài khoản ngân hàng, hay là gửi tiết kiệm, ủng hộ từ thiện, để trả tiền điện nước đó vân vân, nó đều có chức năng như nhau ha. Do đó cái việc mà cung cấp internet banking thông qua cái app hoặc là thông qua cái web á, cung cấp ngân hàng cung cấp cái này để tăng sự tiện lợi cho khách hàng thôi, chứ nó cũng không có chức năng gì thêm. Và sau này các bạn đi làm, các bạn có thể sử dụng cái chức năng gửi tiết kiệm ở trên cái dịch vụ của ngân hàng ha. Nó có các cái dịch vụ như là gửi tiết kiệm tự động, ví dụ mỗi tháng người ta tự động trích 500 ngàn từ trong tài khoản của bạn, hoặc là lâu lâu bạn có tiền bạn có thể chuyển 500 ngàn vào cái tài khoản tiết kiệm của bạn. Thật ra nếu bạn có 500 ngàn bạn dùng, bạn cũng dùng hết thôi, không có 500 ngàn bạn cũng vẫn sống bình thường. Do đó nếu mà các bạn lâu lâu các bạn chuyển tiền vào tài khoản tiết kiệm thì đến khi các bạn quên mất, bạn quay lại cũng cũng được một số tiền ha. Đây là cái giao diện của Vietcombank khi các bạn là giao dịch trên website của Vietcombank các bạn. Thì cái này các bạn đều biết nên cô cũng không nói nhiều nữa. Và trong cái quá trình chúng ta thanh toán bằng thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ, các bạn thấy là nó cũng có một số rủi ro. Ví dụ như là các bạn có thể bị mất thẻ ha, đi đâu các bạn cũng phải mang thẻ theo, và nó có những rủi ro thuộc về người mua và người bán. Nếu người mua là các bạn trả tiền trước, và các bạn mua hàng các bạn trả tiền trước, các bạn rất hồi hộp đến ngày nhận hàng nếu chúng ta chưa quen mua ở các cái shop đó đúng không? Lúc đó chúng ta sẽ lo sợ rằng là có hàng giả, hàng hàng xấu, hàng không đúng như trên hình ảnh đăng trên website hay không đúng không? Còn nếu mà các bạn chọn COD tức là các bạn trả tiền sau, thì cái nỗi lo đó thuộc về người bán. Người bán sẽ lo rằng bạn không chịu nhận hàng ha. Các bạn sẽ tìm lý do nào đó không nghe điện thoại của shipper đúng không? Như vậy rủi ro thuộc về người bán. Như vậy cái cách nào để khắc phục cái rủi ro của cả hai bên hay không ha? Hạn chế được cái rủi ro giữa cả hai bên, hai bên không lo lắng bị mất tiền hay là hàng kém chất lượng, thì người ta mới dùng cái ví điện tử các bạn. Ví điện tử thì cái ví điện tử sinh ra giống như là một cái trung gian mua bán ha. Các bạn nạp tiền vô giống như là các bạn nạp tiền vô thẻ game vậy đó. Thì khi các bạn nạp tiền từ tài khoản ngân hàng, nó sẽ kết nối với ví điện tử các bạn nạp tiền vào đây để dùng. Khi các bạn thanh toán thì nó có hai hình thức là thanh toán tạm giữ hoặc thanh toán ngay đó. Đây cô ví dụ một cái ví điện tử của ngân lượng ha. Thì ví ví điện tử là gì? Là cái phần mềm mà khi bạn lưu trữ tất cả các thông tin của bạn, bạn chỉ cần
click vào ví điện tử thì phần mềm sẽ tự động điền tất cả các thông tin cho bạn một cách nhanh chóng và chính xác hơn. Các bạn không cần phải điền nhiều, mỗi lần mua lại phải điền điền đúng không? Rất là nhanh nhanh gọn và chính xác. Đây ví dụ như là cô mua hàng bằng cái ví điện tử của Ngân Lượng chẳng hạn, các bạn có thể mua bằng ví Momo, VNPay ha. Thì khi các bạn nhập vào, đăng nhập vào, các bạn chọn thì Ngân Lượng nó có cái loại thanh toán là thanh toán tạm giữ và thanh toán ngay. Thanh toán tạm giữ là như thế nào? Đây. Đây, khi tạm giữ là khi bắt đầu hàng trên đường đi đi đến đến chỗ bạn và bạn chưa muốn chuyển tiền từ cái ví ví Ngân Lượng qua cho thành tiền của người bán, qua ví của người bán ha, thì nó đang thanh toán tạm giữ. Nếu bạn bấm vào chi tiết thì khi mà các bạn thấy ok, hàng đúng chất lượng đúng như bạn mong muốn thì bạn phê chuẩn là tiền sẽ vào ví của người bán ha. Còn nếu bạn thấy hàng không đúng chất lượng, bạn chọn khiếu nại. Khiếu nại thì thanh toán cái số tiền đó nó vẫn giữ ở ví Ngân Lượng của bạn. Và Ngân Lượng sẽ đứng ra làm trung gian để giải quyết cái khiếu nại này. Đó, nếu mà hàng đúng không đúng chất lượng á, ví dụ các bạn quay video lại trong quá trình mở hàng, hàng không đúng chất lượng, không đúng như như bạn đặt thì tiền tiền của bạn vẫn ở trong ví của bạn, không đến chỗ người bán. Đó, các bạn thấy nó hạn chế rủi ro ha. Còn nếu các bạn thấy hàng quá đẹp quá tốt rồi các bạn dùng, các bạn quên mất phê chuẩn thì tiền có tới ví người bán hay không? Thì người ta quy định tùy thuộc vào cái loại ví điện tử, thì ví dụ Ngân Lượng thì người ta có tạm giữ 7 ngày đây. Nếu bạn quên quên phê chuẩn thì sau 7 ngày tiền cũng được đến ví của người bán ha. Người bán cũng nhận được tiền trong ví Ngân Lượng của mình và người bán có thể chuyển thành tiền trong thẻ ngân hàng. Đó. Thì một loại thanh toán điện tử, một cái loại ví điện tử mà quốc tế các bạn, đó là PayPal. Nếu các bạn mà mua hàng trên các bạn đấu giá trên eBay chẳng hạn, hay mua hàng trên Amazon gì đó, các bạn có thể dùng cái PayPal này để mua ha. Tại sao phải dùng PayPal? Tại sao người ta không có thể dùng thẻ tín dụng quốc tế luôn mà lại dùng PayPal để làm gì? Đó, bởi vì nó hạn chế cái rủi ro là rủi ro thẻ tín dụng giả các bạn, hoặc là nó hạn chế cái rủi ro là ví dụ trong tài khoản của bạn bạn còn có 200.000 và bạn tiêu xài tới 300.000, 400.000. Bởi vì các bạn biết sao không? Khi mà đến cuối tháng, khi in sao kê hết rồi thì người bán mới nhận được tiền các bạn. Đem cái đống sao kê đó đến ngân hàng thì mới nhận được tiền ha. Do đó cái ví điện tử đứng ở trung gian này sẽ giúp hạn chế được cái rủi ro giữa cả hai của người bán là chủ yếu các bạn. Đây cái ví điện tử này. Nó cung cấp cái dịch vụ thanh toán điện tử quốc tế và bảo mật an toàn, nhưng nó khác một đặc điểm với cái ví điện tử của nội địa Việt Nam là PayPal không đứng ra làm trung gian giải quyết khiếu nại cho bạn. Bởi vì các bạn biết khi các bạn khiếu nại trên PayPal thì nếu các bạn nhận hàng không có đúng chất lượng á, bạn khiếu nại trên PayPal thì các bạn phải chờ đến khi 85 ngày các bạn, 85 ngày các bạn mới được xem xét cái khiếu nại đó, không biết các bạn có đủ kiên nhẫn để chờ đến lúc đó hay không ha. Một cái loại thẻ đó là thẻ tiếp theo, đó là thẻ thanh toán các bạn, hay còn gọi là thẻ mua hàng. Thẻ thanh toán hay còn gọi là thẻ mua hàng, các bạn nhìn qua nó giống thẻ tín dụng không? Thật sự nó có các chức năng giống thẻ tín dụng ha. Nó cũng dùng để thay thế tiền mặt, và điểm đặc biệt là nó khác thẻ tín dụng các bạn, là toàn bộ số dư cuối tháng, số dư phát sinh trong hóa đơn phải được thanh toán hàng tháng ha. Bạn phải thanh toán hàng tháng toàn bộ số dư phát sinh, bạn không thể mà để lại một ít để thanh toán vào tháng sau. Bạn thanh toán một ít thôi rồi còn thanh toán chưa có đủ tiền thì tháng sau thanh toán tiếp, trả lại ngân hàng. Không, cái này không được phép như vậy. Do đó người ta chỉ phát hành cái thẻ này đối với những đối tượng mà có khả năng trả toàn bộ số dư vào cuối tháng. Thế theo các bạn, đối tượng nào mà có thể trả toàn bộ số dư vào cuối tháng? Có phải là những người có người giàu không, và khách VIP không, là những người mà có nhiều tiền đúng không? Do đó cái thẻ thẻ mua hàng này nó có hạn mức cao và thường là không có giới hạn luôn các bạn, vì
phát hành cho các khách VIP hay là các công ty, chủ yếu nó phát hành cho các công ty để các công ty mua đi mua các cái tài sản dành cho công ty đó. Do đó thường là nó hạn mức cao và không có giới hạn, phát hành cho các khách VIP, khách VIP. Và điểm điểm đặc biệt nữa là nó không thể chuyển số dư ha. Và các bạn cũng không được rút tiền mặt, đúng không? Bởi vì hạn mức là không có giới hạn mà, các bạn có thể rút vài tỷ ra dùng được, đúng không? Đó. Thường không có giới hạn nhưng chỉ được sử dụng thẻ để thanh toán thôi, không được dùng tiền mặt, không được rút tiền mặt. Đó. Vì thế cái thẻ này chỉ có tên là thẻ mua hàng thôi, chứ nó không có thể tên là thẻ tín dụng được, vì mục đích của nó là chỉ là để mua hàng thôi các bạn. Một loại thẻ tiếp theo là thẻ thông minh hay còn gọi là thẻ chip. Các bạn có sở hữu một cái thẻ nào mà hình con chip này không? Các bạn nghĩ xem, các bạn có sở hữu một cái thẻ nào gọi là thẻ chip này không? Đó. Là một cái miếng vi mạch màu vàng này đó các bạn. Đó chính là cái gì các bạn? Chính là cái SIM điện thoại của các bạn đó. SIM điện thoại của các bạn cũng chính là một cái thẻ chip. Đó, nó chỉ có cái miếng màu vàng vi mạch ở ở đây thôi. Còn thẻ thẻ thông minh, thẻ chip là nó có cái gì? Nó cũng có một cái dải băng từ màu đen giống như là thẻ thẻ từ của các bạn, thẻ ATM của các bạn. Không biết ở đây có bạn nào sở hữu thẻ thông thẻ ngân hàng mà thẻ chip này chưa? Thì chỉ có một số ngân hàng phát hành cái này thôi. Nó vẫn có một dải băng từ ha. Nhưng mà nó giống như cái SIM của các bạn đó, là các bạn có thể xóa thêm số điện thoại đúng không? Thêm xóa thêm thông tin như thẻ. Và cái thẻ căn cước công dân mới của các bạn cũng có cái con chip này nên gọi là thẻ chip đó. Tại sao người ta phải làm cái thẻ chip này? Bởi vì nó giảm thiểu việc làm giả. Cái thẻ từ nó bị làm giả rất nhiều các bạn. Các bạn có thể đọc trên báo, các bạn thấy là những người Trung Quốc qua Việt Nam xong rồi làm dùng những cái máy in thẻ để làm giả thẻ các bạn. Thì khi mà có con chip này, ngân hàng có thể thêm xóa sửa các cái thông tin của khách hàng trên này, và nó có khả năng giới hạn trước các hoạt động ha. Ví dụ như là thẻ SIM của các bạn, bạn muốn xóa thêm sửa thế nào cũng được, nhưng mà đối với thẻ của ngân hàng người ta không cho thêm thông tin, không cho xóa thông tin chẳng hạn. Cái đó là tùy thuộc vào cái khả năng của cái thẻ này ha. Thế tại sao tất cả các ngân hàng không thay thành thẻ chip hết đi? Theo các bạn là tại sao ngân hàng lại không thay hết thành thẻ chip cho nó giảm thiểu việc làm giả thẻ? Bạn Đặng Sơn Tùng có mặt không? Bạn Lưu Hoàng Phi. Bạn Lưu Hồng Phi có mặt không? Không có luôn hả? Dạ cô ơi, Ơi. từ nãy em là Phúc, nãy cái mic của em không trả lời được với cô. Ừ. Giờ bây giờ Cô trả trả lời cho lời cô xem. mình. Trả lời cho cô xem là tại sao các ngân hàng, em nghĩ tại sao các ngân hàng không thay hết thành thẻ chip đi mà lại để cái thẻ từ cho nó dễ làm giả như vậy? Cô là bây giờ nếu mà làm mới thì tốn nhiều chi phí, với lại mất công cho người người dùng. À, tốn nhiều chi phí à, rồi cô cảm ơn. Cái tốn nhiều chi phí của chúng ta không chỉ là cái chi phí in thẻ các bạn, chi phí in thẻ là cũng tốn ha, mất công cho người dùng. À, giống như chúng ta làm căn cước công dân, các bạn thấy làm căn cước công dân rất là vất vả đúng không? Và một điều nữa là khi chúng ta sử dụng cái thẻ chip này thì ngân hàng sẽ phải thay toàn bộ cái Coi. bạn nào vậy? Dạ, cái mic em sao tai nghe em nói không được đó cô. Ừ thì tắt đi không sao đâu. Dạ. Ừ. Thì khi các bạn dùng cái thẻ, khi ngân hàng mà thay hết toàn bộ thành thẻ chip á,
thì buộc ngân hàng phải thay toàn bộ cái công nghệ các bạn, ví dụ thay toàn bộ các cái cây ATM hoặc là thay đổi phần mềm đó. Các bạn biết là một cái cây ATM cả tỷ ha đó, nên là khi mà thay đổi toàn bộ thành thẻ chip, cái này quá trình này phải từ từ, nó không có thể làm ngay được. Ngoài việc tốn tiền cho người tiêu dùng thì ngân hàng cũng sẽ rất rất tốn nhiều chi phí trong việc thay đổi toàn bộ công nghệ nhận dạng này ha đó. Sau đó hiện giờ chúng ta vẫn cứ dùng cái thẻ thẻ từ, rất là dễ làm giả ha. Thì thẻ thông minh này không chỉ ứng dụng trong cái SIM hay là cái thẻ ngân hàng của các bạn, mà còn sử dụng trong rất nhiều thứ. Và người ta chia thành 3 loại thẻ các bạn, 3 loại thẻ thông minh hay thẻ chip đó, hay còn gọi là thẻ chip. Thì có loại đầu tiên là loại thẻ thông minh không tiếp xúc ha. Không tiếp xúc là như thế nào? Ví dụ như là người Việt Nam đi qua nước ngoài, các bạn đi trên các phương tiện công cộng á, người ta thường là có cái chiêu là trốn trốn thuế, trốn vé bằng cái chết chui dưới cái thang chắn, hoặc là lên lên trên tàu điện ngầm hay là xe buýt mà không quẹt thẻ. À, mình thấy mình không quẹt thẻ, mình đi qua cũng không ai nói gì mình hết, cũng không bị gọi lại trả tiền. Thế là đi luôn. Nhưng mà khi các bạn bước xuống thì các bạn vẫn bị trừ tiền. Là vì sao? Bởi vì trên đó nó có cái máy dùng để sử dụng cái công nghệ tần số sóng ha. Công nghệ đó không cần phải tiếp xúc với thẻ của bạn, mà chỉ ở trong một khoảng cách gần trong cái xe đó thì nó sẽ tự động biết là bạn lên xe, giống như là mã vạch đó các bạn. Và khi các bạn mà lấy sách ở trong thư viện, các bạn đi qua cái cổng từ thì nó sẽ tự động nhận biết, đúng không? Thì cái công nghệ tần số sóng này nó cũng như vậy, tương tự như vậy. Thì các bạn không cần quẹt cái thẻ, không cần tiếp xúc cái thẻ vô trong cái đầu đọc thẻ thì nó vẫn tự nhận biết được ha. Đây gọi là thẻ thông minh không tiếp xúc. Loại thẻ thứ hai là loại thẻ thông minh tiếp xúc. Loại thẻ thông minh tiếp xúc thì các bạn biết rồi đó, thì chúng ta quẹt thẻ thôi, giống như là thẻ ATM của các bạn hoặc là thẻ SIM của các bạn, buộc phải tiếp xúc với đầu đọc mới đọc được, đúng không? Cái thẻ SIM của chúng ta chỉ cần hở một chút so với cái đầu đọc thì là điện thoại của bạn đã không nhận được SIM rồi, đúng chưa? Còn cái loại thứ ba là loại kết hợp giữa hai loại là thẻ tiếp xúc và không tiếp xúc, gọi là combi card ha, thẻ combi, tức là nó kết hợp giữa hai cái công nghệ tiếp xúc và không tiếp xúc. Bạn muốn quẹt cũng được, không quẹt cũng được ha. Đó, thì ứng dụng của cái loại thẻ này thì chúng ta biết rồi, là mua hàng hóa, thẻ ATM chúng ta mua hàng hóa ha, hoặc là thanh toán các cước phí công cộng, hoặc là sử dụng trong cái căn cước công dân ha. Các bạn bạn nào mà làm công cước căn cước công dân thì các bạn thấy rồi đó. À, chúng ta đi làm căn cước công dân rất là tốn thời gian, đúng không? Chúng ta phải chụp cái ảnh đó, người ta chụp ảnh 3D đó các bạn, thì chúng ta phải lăn tay làm các cái thứ, rất nhiều thứ mới xong được cái căn cước công dân. Thì căn cước của chúng ta chưa có lưu trữ nhiều cái thông tin cá nhân, còn căn cước công dân bên nước ngoài, ví dụ bên Trung Quốc thì nó lưu trữ rất nhiều thông tin trong đó ha. Ví dụ như trong cái phim Trung Quốc các bạn sẽ thấy là khi mà bạn có tiền án tiền sự thì khi các bạn đi xin việc rất là khó, bởi vì nó đã lưu trữ thông tin vào trong này rồi. Và cái thẻ thông minh còn ứng dụng trong cái việc mà người ta làm các thẻ y tế các bạn. Thẻ y tế trong đó, khi mỗi khi đi khám bệnh, các bạn thấy chúng ta thường phải mua một cái sổ khám bệnh rất là mất công, mà chúng ta chỉ có ghi có một trang thôi, đúng không? Về chúng ta lại vứt cái sổ đó. Thì trong khi đó, nếu mà chúng ta dùng một cái thẻ thông minh mà thẻ y tế thì có thể lưu trữ tất cả các thông tin cá nhân của bạn. Và ví dụ nhóm máu, bạn bị dị ứng với thuốc gì, số thẻ bảo hiểm y tế của bạn, các cái tiền sử bệnh tật của bạn trước kia, rất là tiện lợi, đúng không? Ở một số bệnh viện quốc tế, bệnh viện tư nhân, một số thành phố lớn là người ta đã sử dụng cái thẻ thông minh, thẻ bệnh viện để dùng cho các bệnh nhân. Một cái hình thức thanh toán điện tử tiếp theo đó là tiền điện tử các bạn. Và dạo này tiền điện tử rất là nóng hổi, đúng không? Có rất nhiều đồng tiền điện tử trên thế giới, và cái nổi tiếng nhất phải nói đến cái Bitcoin ha. Bitcoin này các bạn, Bitcoin này nó, các bạn cứ nghĩ là tiền điện tử nó chỉ có trên mạng, nhưng nó cũng đã từng được một cái ngân hàng in ra thành thành tiền xu có chữ B ha. Thì Bitcoin là gì? Nó là cái gì?
Nó được tạo ra vào năm 2008 bởi một cái người hay là một nhóm gì đó, người ta không biết, hiện giờ người ta vẫn không biết người sáng lập ra cái đồng tiền này là ai, nhưng mà tên là Satoshi Nakamoto. Không biết là một người hay một nhóm người hay tên của một tổ chức gì đấy. Thì cái đồng tiền này các bạn biết là vào năm 2015 thì giá nó khoảng là một Bitcoin khoảng là 15 triệu Việt Nam đồng. Còn bây giờ giá một Bitcoin là bao nhiêu các bạn biết không? Có bạn nào biết là giá một Bitcoin giờ bao nhiêu không? Bạn nào nói cũng nghe thử xem. Một Bitcoin bây giờ các bạn, một Bitcoin bây giờ đã giá trên 1 tỷ rồi ha. Ngày xưa mà những người đua nhau đào Bitcoin đó, đồng tiền Bitcoin nó đặc biệt ở một chỗ là giống, nó không giống như chúng ta là 1.000, 100.000 rồi đến 50.000 vân vân, nó không phải là tiền kiểu như vậy. Nó là một Bitcoin, không phải một Bitcoin, không phải không một Bitcoin, không phải không 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 một Bitcoin, nó chia nhỏ như vậy các bạn. Nên ngày xưa có người đào được không phải không 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 mấy Bitcoin, xong rồi nghĩ là nghĩ được có mấy đồng, có mấy ngàn đồng thì dùng làm gì hả, rồi quên luôn password. Nhưng nếu bây giờ các bạn dùng, nếu mà giờ mà đem ra bán cái không phẩy không không mấy Bitcoin là cũng được cả mấy trăm triệu đó các bạn, thấy không? Thì đây là một cái loại mã nguồn mở, đây là giống như là một cái bài toán các bạn. Bài toán này nó làm việc gì? Bài toán này nó giống như là các bạn đi chơi xổ số, các bạn tìm ra cái giải đặc biệt đó. Các bạn muốn tìm ra giải đặc biệt mà tìm cái máy mà đi tìm cái số đó thì các bạn phải chạy 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 máy, mà chạy đến khi nào tìm ra đúng cái số mà giải đặc biệt đó thì bạn trúng, đúng không? Thì khi Bitcoin cũng vậy, bạn muốn chạy ra cái đáp án của bài toán thì bạn phải dùng nhiều tài nguyên của máy để chạy. Thì các bạn phải có card màn hình lớn, nên người ta thường mua những cái máy là có cấu hình cao, có card màn hình lớn để làm gì? Để đào cái Bitcoin này, những người mà chạy máy để giải cái bài toán. Mỗi lần giải các bạn sẽ được không 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 bao nhiêu đó Bitcoin ha. Thì khi các bạn giải ra như vậy các bạn sẽ tốn tiền điện ha. Và những cái máy đó các bạn phải mua cả 100 triệu, người ta gọi là những cái máy đó là những con trâu ha. Và những người mà đi kiếm tiền bằng cách giải bài toán thì người ta gọi là những thợ đào ha, miner, những thợ đào là những người đi giải bài toán và kiếm tiền bằng cách dùng máy và dùng tiền điện của mình để chạy ha. Thì có một loại người kiếm tiền nhờ Bitcoin nữa là những người giao dịch trên sàn đó các bạn, giao dịch bán qua bán lại giống như chứng khoán đó. Đó, thì những người đó cũng kiếm được tiền. Thì việc đào Bitcoin nó giống như đào vàng các bạn, cứ đào thôi. Đào tức là giải bài toán các bạn. Khi các bạn giải được một phần bao nhiêu đó thì các bạn sẽ được bao nhiêu phần của Bitcoin. Và sở dĩ Bitcoin nó có giá trị bởi vì sao? Bởi vì người ta dự đoán năm 2140 sẽ có 21 triệu Bitcoin được đào hết ha, được đào hết rồi. Bởi vì cái gì mà hữu hạn thì cái đó có giá trị ha, khi đào hết thì không còn nữa. Và người ta cũng chưa biết là mục đích của cái bài toán này đưa ra làm gì, để làm gì. Có một số nhà khoa học người ta phỏng đoán rằng là đây chính là giải một cái bài toán rất lớn, một bài toán mà tìm một cái mật mã nào đó ha, tìm mật mã nào đó, một bài toán cực kỳ lớn, giống như là việc là các bạn tìm một cái nước đi trong một cái bàn cờ tướng hay bàn cờ vua gì đó đó. Mà thì cái việc giải bài toán này nó cũng giống như là giải một bài toán rất là lớn mà cần phải có sự trợ giúp của toàn thế giới, rất nhiều người sử dụng cái tài nguyên này ha để giải bài toán. Và bây giờ các bạn, người ta đã đào quá nhiều Bitcoin nên là cái số Bitcoin còn lại là ít ít và rất khó đào. Mỗi lần các bạn đào thì được cái được rất là thấp, chứ không phải như ngày xưa mới Bitcoin mới ra thì các bạn sẽ đào được rất nhiều ha. Nó cũng giống như đào vàng thôi, lúc đầu cái mỏ vàng còn lớn thì các bạn đào nhiều, nhưng lúc sau khi mà cái mỏ vàng còn ít thì mà lại quá nhiều người tham gia vào việc đào thì các bạn sẽ số lượng còn lại rất là ít và mỗi người đào được rất là ít ha. Đó. Như vậy là Bitcoin là một cái loại tiền điện tử các bạn, và có nhiều đồng tiền điện tử khác được mua bán. Tuy nhiên chúng ta phải tỉnh táo, không phải đồng tiền nào cũng là đồng tiền điện tử giải một bài toán đâu các bạn. Có những đồng tiền người ta
lợi dụng cái việc tiền điện tử càng ngày càng thu hút sự chú ý của quá nhiều người, người ta bịa ra những cái đồng tiền để giao dịch thôi, thật ra nó chẳng có giá trị gì hết ha, nó không có giá trị gì hết, nó gọi là tiền giả đó các bạn, nó cũng không có giá trị, nó giống như là bán đa cấp hay là cái dạng như vậy ha. Giống như bạn tham gia vào một hệ thống bạn sẽ được bao nhiêu đồng tiền loại đó. Như vậy chúng ta phải tỉnh táo trước cái việc là phân biệt cái tiền điện tử với cái loại lừa đảo khác ha. Thì tại sao cái Bitcoin này mà được có thể quản lý trên toàn thế giới? Nếu các bạn đã từng nghe thì nếu các bạn coi Shark Tank á, thì các bạn sẽ thấy là các Shark hay các cái công ty startup hay có những cái loại mà dùng cái công nghệ blockchain á, lúc công nghệ blockchain mà phát triển đó, mọi người cái gì cũng nói là công nghệ blockchain là gì? Tức là nó sử dụng một cái giống như sổ cái các bạn, giống như sổ cái và các sổ con á, bất cứ khi nào có một ai đào được một phần bao nhiêu của Bitcoin thì lập tức nó ghi vào cái sổ cái liền. Đó đó, bạn không có thể mà ở dưới này bạn làm giả ra một cái ha, bạn làm giả ra một Bitcoin thì dĩ nhiên nó không thể được ghi vô trong sổ cái ha, như vậy nó sẽ không có hiệu quả đó, nên người ta nhắc đến cái công nghệ blockchain. Ví dụ sau này người ta mong muốn là sau này sổ bảo hiểm sẽ được quản lý qua cái công nghệ blockchain, tức là ở địa phương có một ai khám bảo hiểm thì ở cái tổng công ty bảo hiểm cũng có thể biết được thông tin vậy, và nó được sao lưu ở thông tin đó ở khắp nơi ở các cái địa phương khác, nên mọi người có thể kiểm tra chéo lẫn nhau ha. Nó luôn luôn phải đồng bộ, chỉ cần có một cái sửa chữa nhỏ mà không đồng bộ thì hệ thống hoàn toàn có thể phát hiện ra. Do đó cái Bitcoin này nó rất là bảo mật đúng không, nó đảm bảo nó chống giả được. Tuy nhiên vì nó là tiền điện tử nên các hacker có thể tham gia vào và trộm Bitcoin các bạn, trộm Bitcoin ha. Có một ngân hàng đã lập ra là để chuyên trao đổi giao dịch Bitcoin, và họ mong muốn là in tiền Bitcoin và dùng các cái cây để mà rút tiền Bitcoin đó các bạn, cây dạng giống như ATM á. Tuy nhiên ngân hàng đó đã bị đánh sập bởi vì các bạn hacker đã ăn cắp hết số Bitcoin đó các bạn. Vì Bitcoin được đào bằng cái năng lượng, tức là đào bằng cái tiền điện chạy máy của bạn, do đó những cái quốc gia nào mà có cái giá tiền điện rẻ thì họ sẽ đào được rất nhiều Bitcoin ha. Giá trị của Bitcoin thì nó đo bằng cái thời gian và cái năng lượng bạn bỏ ra, cũng như là các bạn dùng mà vàng làm vật nâng giá của cái tiền giấy của mình vậy đó. Đó, các cái đất nước dùng vàng làm vật nâng giá. Thì bây giờ chúng ta đã xong cái bài thanh toán điện tử ha. Các bạn sẽ vô làm bài trắc nghiệm. Bạn sẽ vào làm bài trắc nghiệm là được mở từ 8:30 cho đến 11 giờ. Các bạn làm bài. Nếu các bạn không làm được á, lần đầu tiên cô thử cái trắc nghiệm bằng cách copy tất cả câu hỏi vào trong hệ thống ngân hàng câu hỏi. Nên các bạn nếu không làm được thì các bạn nhắn tin vào Zalo cho cô ngay nha. Các bạn hãy nhắn tin vào Zalo để cô biết rằng là nếu các bạn không làm bài trắc nghiệm được thì cô chuyển qua chiếu cho các bạn xem trên này và chúng ta làm bằng cách khác ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm bài trắc nghiệm của mình đi. Các bạn vào LMS các bạn làm bài trắc nghiệm thanh toán điện tử nhé.